Những hạt giống ragim nhỏ li ti này trước đây đem vào vườn ươm trong nhà lồng rất khó khăn và tốn thời gian, nhất là khi ươm giống chất lượng cao không thể vãi đại trà trên đất. Giờ đây với hệ thống máy gieo hạt tự động như thế này, việc ươm hạt giống đã trở nên đơn giản và nhanh gấp 10 lần phương thức cũ. Chỉ cần vài ba công nhân tham gia vào khâu chuẩn bị giá thể sạch, khay ủ. Việc tưới tiêu chăm bón cho cây phát triển thành giống tốt, đủ chuẩn cũng được tự động hóa trong hệ thống nhà lồng. Công nghệ hiện nay thì dùng bằng máy là nó làm bằng giá thể, không làm rửa luống như ngày xưa. Thì với cái ưu điểm vượt trội của nó là nó dễ xử lý bệnh. Thứ hai là quản lý được cái nguồn sâu, là nó xử lý được các cái vấn đề về cái môi trường là cũng bảo đảm nữa. Đấy. Trong một ngày thì xuất đi khoảng 50 đến 70 ngàn cây. Thường thì ở các cái khu vực xung quanh nội thành, rồi các huyện ở của tỉnh Gia Lai mình đấy, rồi các tỉnh lân cận như Kon Tum, Đắk Lắk, rồi Bình Định. Là sĩ quan về hưu, cựu chiến binh Trần Xuân Lãm đam mê với việc ươm giống cây trồng từ những năm 2000. Đến nay vườn ươm của ông đã được nâng cấp mở rộng hơn 3.000 m2 với hơn 80 loại giống rau củ quả các loại. Tất cả đều là giống chất lượng cao, được xử lý, chăm sóc hữu cơ. Mỗi ngày vườn ươm của gia đình ông có thể xuất ra thị trường hơn 50.000 cây giống. Ngoài phục vụ nhu cầu nhỏ lẻ về cây giống cho bà con, trung tâm giống cây trồng của ông có thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 7 đến 9 lao động địa phương, với mức thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Lợi nhuận từ mô hình mỗi năm đạt hơn 1 tỷ đồng sau khi trừ chi phí. Quá trình tôi đi làm việc thì cũng là cái quá trình cũng cái tích lũy nhiều kinh nghiệm ở trong quân đội, kết hợp với là sau khi về thì cũng đi tham quan, rồi cũng học hỏi, rồi cũng xem các cái mô hình của toàn quốc. Rồi từ đó thì mình với một cái vị trí địa lý của mình, rồi với cái điều kiện đất đai thổ nhưỡng của mình thì mình tự nhiên phải nghĩ ra để làm sao cho bà con là có những cái giống và làm sao để cho bà con sản xuất tốt nhất. Thì cái mô hình cây giống mang lại hiệu quả rất lớn, tăng thu nhập cho các hộ gia đình và tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người dân trên địa bàn của tổ dân phố. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là mô hình rau giống này là một thương hiệu của Gia Lai. Và đã rất nhiều người đến đây học hỏi, tham quan, học hỏi các cái kinh nghiệm, rồi cách làm hay của hội viên và nhân rộng các cái cá nhân điển hình tiên tiến và cái diện tích trồng rau giống lên rất nhiều. Thành công với mô hình ươm giống cây trồng, ông Lãm cũng tích cực với các hoạt động từ phong trào hội cựu chiến binh, hội nông dân phát động tại địa phương như sản xuất kinh doanh giỏi, hỗ trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với hội viên, bà con nông dân. Ông xứng đáng là một trong những điển hình về cựu chiến binh gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước.